Năm 2024, Long Phú được giao vốn đầu tư trên địa bàn huyện hơn 134,1 tỷ đồng, trong đó nguồn tỉnh giao trên 130 tỷ đồng, còn là nguồn kết dư thu vượt ngân sách huyện hơn 4 tỷ đồng. Huyện đã bố trí triển khai thực hiện 45 dự án khởi công mới, 9 dự án chuyển tiếp và 10 dự án thanh toán các khoản công nợ sau quyết toán. Tính đến trung tuần tháng 7, huyện đã giải ngân hơn 72,2 tỷ đồng, đạt trên 55% kế hoạch, đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng 28 dự án. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển của các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, Long Phú được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn hơn 62,5 tỷ đồng, huyện triển khai thực hiện 2 dự án chuyển tiếp và 34 dự án khởi công mới. Giá trị giải ngân đến hết tháng 7 được 32 tỷ 190 triệu đồng, đạt 51,35% kế hoạch vốn. Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được phê duyệt. Trong thời gian tới, để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất, thì Ban Thường vụ huyện và Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo điều hành, tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Long Phú có thành lập ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Thì thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời tranh thủ phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành tỉnh để đảm bảo thực hiện đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Với những giải pháp như trên, Ban Thường vụ huyện Long Phú khẳng định và quyết tâm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% so với kế hoạch.